Đấy, trời ơi, đồ nó đẹp mà lấy những cái đồ nó cứng. Ấm hơn. Chứ có những cái áo dài thế kia thì sống làm sao cho nổi được. Đi về Hội An mà không mua áo dài là sai rồi, sai sách rồi. Đồ nó rẻ o mà chất liệu tốt lắm. Thiệt. Bởi vậy nên phố đi bộ Hội An gọi đổ và thanh toán tại đây. Này này. Cộng cà phê. Ô trời ơi, nhiều cái hình ảnh nó dễ thương không đó. Đây, phố đi bộ Hội An. Ôi, đẹp quá. Hello. Đẹp quá. Trời ơi, những cái quán nè. Thấy dễ thương không? Thấy đẹp không? Trời ơi, đẹp chưa? Ôi, ra là phố Hội An là người ta để ở đây thì thấy nó bình thường, nhưng ai đến đây là thấy nó đẹp nè. Đúng không? Cầu nhà đẹp không, nhà san sát nhau. Bộ đồ xịn sò mà lại tốt đẹp mà con trăm mấy chục ngàn. Ở đây ở trên phố đi đi về Gia Lai không có bao giờ mua được bộ áo thế này hết, vì chất liệu không có mà giá bạc cũng không có mà bác. Đẹp quá. Em trở về đây bên dòng sông Hương, có ngôi ngôi bên đò. Đẹp quá. Đi mỏi chân xong mà đói bụng cái ra đi ăn cơm gà Hội An. Vậy nó có nhiều cái kỷ niệm thấy không? Kỷ niệm đẹp bao giờ cũng nhớ, rất đậm đà và rất đáng yêu. Ừ. Cửa hàng cà phê thực phẩm cao cấp, cà phê sống đời, ghê không? Đẹp không? Quán cà phê thì đã đặc sản Hội An. Không, chị không ăn nhưng mà chị đang phải đi bộ, đang đang giảm ký em ơi. Không, đi chơi rồi, đi chơi đi cả. Con mình đâu mà nó không chụp hình cho mình gì hết trơn vậy ta? Kêu con xíu chụp cho vài cái tấm hình đây coi. Thôi đứng đây tạm thời là ngưng tay cái đã, chụp hình cái hả? Tạm thời ngưng tay nha. Thiệt, tạm thời ngưng để chụp hình cái đã quý vị ơi. Đẹp quá, đi thôi. Đó, mời quý vị tham quan Hội An, Đà Nẵng anh nha. Phố Hội An, phố đi bộ Hội An Đà Nẵng, đúng là phải đi ban đêm nha.